Kính chào quý vị, hôm qua trong khi hình thái mưa xuất hiện ở khu vực Tây Bắc Bộ và Nam Bộ, thì khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận lại có nắng nóng. Trong bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, Ngọc Chi rất vui khi được đồng hành cùng quý vị để tiếp tục cập nhật thông tin. Bản tin đang được phát sóng trên laodong.vn. Thưa quý vị, ngày mai hình thái thời tiết chủ đạo tại khu vực Tây Bắc Bộ, ban ngày có nắng, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ trung bình trong khoảng từ 22 đến 33 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai ở khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Như Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể chạm ngưỡng 36 độ C, Quảng Bình 36 độ C, Quảng Trị 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến là từ 50 đến 55%. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên quý vị cần lưu ý nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nhìn chung trên cả nước, khu vực Tây Nguyên có nhiệt độ trung bình thấp hơn các khu vực khác. Ngày mai, khu vực này chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ban ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 31 độ. Dưới đây là thông tin chi tiết. Như thường lệ, tiếp nối bản tin là thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, khu vực quần đảo Hoàng Sa và khu vực quần đảo Trường Sa được dự báo có sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Dự báo ngày mai, vùng biển từ Ninh Thuận, Bình Thuận, vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Quay lại với thời tiết trên đất liền. Ngày mai tại khu vực thủ đô Hà Nội, ban ngày có nắng. Thời điểm buổi trưa thì quý vị có thể cảm thấy khá oi bức khi ra ngoài đường. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Ngày đầu tuần trước khi ra khỏi nhà thì quý vị nên chuẩn bị ô và áo mưa. Quý vị cũng cần lưu ý chuẩn bị tư trang chống nắng như là mũ, kính, áo chống nắng để bảo vệ cơ thể. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!